Đây là lừa cá đầu tiên của mình nhá. Mình sau mình nuôi đã được 2 tháng rồi, nó đã chuyển màu rõ rệt và to hơn. Mình chỉ mong nó đẻ và mình sẽ xuất lứa cá con của nó đi, vì cá này mình nuôi đang là cá tơ, mình cũng không muốn bán đi ấy, mình tiếc mình gắn bó chúng nó lâu ấy. Rồi bán đi ấy, cứ thấy tội tội nào. À, mình sẽ quyết định là đợi lừa cá con sau mình sẽ bán nó đi. Và ai có nhu cầu mua lừa cá con thì cứ dặn mình nhá, mình sẽ để cho mọi người nhá. Còn một số bạn dặn rồi mua, định mua cá to này, nhưng mà cái loại này thì mình thích, mình không muốn bán vì nó sống mình lâu ấy. Mình quen với chúng nó rồi, bán cứ thấy thế nào. À thôi, quyết định là sẽ bán chúng nó. Ờ, vào lừa thứ hai, loại như này chắc là sẽ ra lai.